Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer Channel. Trong năm 2019 thì một trong những nhà sản xuất các thiết bị lưu trữ hàng đầu thế giới, Western Digital, hay anh em còn gọi với cái tên viết tắt đó chính là VKD, thì họ đã cho ra mắt một trong những dòng ổ cứng thuộc dòng M2. Nó có cái tốc độ đọc cũng như tốc độ ghi phải nói như là gần như nhanh nhất thế giới trong cái thời điểm hiện tại, và nó có tên đó chính là VKD Black SN750, với các dung lượng tải dài từ 256GB cho tới tận đó chính là 2TB, và mức giá của nó cũng trải dài theo đó. Chúng ta có mức giá từ 1.250.000 đồng cho tới tận đó chính là 14 triệu đồng. Và hiện tại trên tay mình đang có đây một chiếc ổ cứng SSD cũng thuộc dòng đó chính là Western Digital Black SN750 với dung lượng là 1TB, và đây cũng là một trong những chiếc ổ cứng có cái tốc độ đọc và tốc độ ghi nhanh nhất thuộc ở trong dòng SN750 đó. Và để xem thì thực sự cái tốc độ đọc và tốc độ ghi của nó có nhanh đến như nhà sản xuất công bố hay là không, và cái hiệu năng sử dụng của nó ra làm sao, các bạn hãy cùng mình đi vào video ngay sau đây. Đầu tiên là về phần thiết kế thì đúng như cái tên gọi đó chính là Black, thì chúng ta sẽ có một cái phần bằng mạch màu đen, và ngoài ra thì cái phần tem của nó cũng được làm màu đen tương tự, thì các bạn sẽ không có gì. Nó cũng như các chiếc ổ cứng SSD NVMe thông thường đến từ WD hay kể cả các hãng khác, nó cũng y như vậy. Về phần chân kết nối thì nó cũng được kết nối bằng chân PCIe, và đặc biệt thì nó sẽ có tới tận đó chính là 4x Gen 3. Nó cho cái tốc độ đọc phải nói là cực kỳ kinh khủng, và tí nữa thì mình sẽ cho các bạn xem khi mà mình chấm qua phần mềm CryptoDiskMark. Và nói tổng quan một chút về cái phần thiết kế của chiếc ổ cứng này thì chúng ta sẽ không phải bàn luận thêm gì nữa, bởi vì nó không có sự khác biệt quá nhiều so với những chiếc ổ cứng khác. Và nếu như các bạn muốn tìm cho mình một chiếc ổ cứng có sự khác biệt cũng đến từ thương hiệu Western Digital Black SN750 này, thì các bạn có thể tham khảo qua cái phiên bản nó có cái phần heat sink tản nhiệt, thì nó sẽ đem đến cho các bạn một cái thiết kế khác cũng như là thiết kế độc và lạ hơn so với chiếc ổ cứng mình đang có ở đây. Đi vào bài test thực tế thì đầu tiên mình có thử qua hai phần mềm, đó chính là CryptoDiskMark và CryptoDiskInfo. Thì đầu tiên với CryptoDiskMark, một trong những phần mềm chuyên đo cái số tốc độ đọc và tốc độ ghi ở trên những chiếc ổ cứng, với cái số điểm đạt được thì nó sẽ rơi vào khoảng đó chính là 3486 MB/s, và tốc độ ghi của nó sẽ là 2998 MB/s. Với con số này thì nó chính xác tới khoảng đó chính là 99,8% với những gì mà con số mà nhà sản xuất đã đưa ra. Và tiếp tục thì mình có thử qua phần mềm CryptoDiskInfo, thì với cái phần mềm này thì nó sẽ cho chúng ta những cái thông số chi tiết của cái ổ cứng SSD NVMe này, và ngoài ra thì cái nhiệt độ của nó luôn hoạt động ở trên cái nhiệt độ đó chính là 54 độ C. Tiếp đến thì mình có thử khởi động Win ở trên chiếc ổ cứng Black SN750 với dung lượng là 1TB này, thì với cái tốc độ khi mà mình mở một chiếc máy tính hoàn chỉnh thì nó chỉ mất đó chính là 15,90 giây để có thể khởi động được một chiếc máy tính đó. Và để cho các bạn có cái nhìn trực quan hơn thì mình cũng có thử với một chiếc SSD NVMe với dung lượng là 250GB cũng đến từ thương hiệu Western Digital, nhưng mà nó là chiếc SSD thế hệ cũ, và mình phải mất lên tới tận đối chính là 25,79 giây mới có thể khởi động được một chiếc máy tính, với một cái con số lên tới tận đối chính là 15,90 giây để chúng ta mới có thể khởi động được một chiếc máy tính. Thì mình nghĩ thì có nhiều bạn sẽ nói là tại sao mà với một chiếc ổ cứng NVMe chúng ta sẽ có tới 4x PCIe mà nó lại có cái tốc độ khởi động lâu đến như thế. Thì mình đoán thì nó sẽ phụ thuộc vào cái mainboard, bởi vì mình đang sử dụng cái mainboard đối chính là B450 Plus đến từ thương hiệu Asus, thì nó vẫn chưa thể đáp ứng đủ được cái hiệu năng để có thể sử dụng tối đa được cái chiếc ổ cứng này. Và để tổng kết lại về chiếc ổ cứng Western Digital Black SN750 với dung lượng là 1TB như thế này, theo mình thấy thì với 1TB như thế này thì các bạn không nên sử dụng với những tác vụ như là các bạn mua về để cài Win, mà nó sẽ phù hợp hơn với những người đòi hỏi một cái công việc với cái tần suất làm việc phải nhanh, đi kèm với đó đó chính là bộ máy của chúng ta phải xử lý cũng nhanh tương tự. Vậy nên thì nó sẽ phù hợp với những cái đối tượng đó. Và đặc biệt nếu như bạn là một trong những game thủ có hầu bao dư giả thì các bạn cũng có thể mua chiếc ổ cứng này về để chúng ta có thể cài Win, rồi chúng ta có thể cài game hay kể cả những phần mềm làm đồ họa như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, After Effects các thứ. Nó sẽ cho chúng ta một trong những cái tốc độ mở app nhanh hơn rất là nhiều so với những chiếc ổ cứng SSD thông thường. Và các bạn nghĩ sao về chiếc ổ cứng này? Đừng quên để lại ý kiến comment ngay bên dưới phần bình luận của video. Và để kết thúc video này thì bọn mình cũng xin cảm ơn Western Digital Việt Nam đã hỗ trợ bọn mình sản phẩm để thực hiện video này. Mọi thông tin chi tiết của sản phẩm các bạn có thể truy cập vào đường link mình sẽ để phần mô tả bên dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video kế tiếp.